Ngày xưa, có một tòa lâu đài tuyệt đẹp trên vùng đất xa, thật là xa. Trong tòa lâu đài tráng lệ này, có một hoàng hậu xinh đẹp tuyệt trần. Hoàng hậu chỉ mong ước một điều là có một cô công chúa xinh đẹp. Một ngày đông lạnh giá, khi hoàng hậu đang may vá cạnh cửa sổ, thì bất chợt bị kim đâm vào tay. Ngay lập tức bà lau máu bằng một miếng bông và lúc đó bà đã ao ước. Ước gì ta có một cô công chúa, da trắng như tuyết, mắt sáng hơn viên ngọc sáng nhất và đôi môi màu đỏ anh đào và một trái tim đầy niềm vui và hạnh phúc. Và một ngày nọ, mong ước của vị hoàng hậu tốt bụng cũng thành hiện thực. Bà sinh được một công chúa xinh đẹp và đặt tên cho công chúa là Bạch Tuyết. Nhiều năm nhanh chóng trôi qua và hạnh phúc của họ không kéo dài được lâu. Không lâu sau đó, hoàng hậu tốt bụng lâm bệnh và qua đời. Sau một thời gian, đức vua già đi và trở nên vô cùng yếu đuối, nên ông tái hôn với một phụ nữ khác. Hoàng hậu mới cũng xinh đẹp nhưng lại có trái tim ác độc. Bà rất kiêu ngạo và đố kỵ. Mỗi ngày, vị hoàng hậu nhìn vào gương thần và hỏi: gương kia ngự ở trên tường, ai là người xinh đẹp nhất trong chúng ta? Và gương thần đáp lại: không ai hơn được bà cả, bà chính là người đẹp nhất thế gian này. Và hoàng hậu rất hài lòng với câu trả lời này. Với sự xuất hiện của vị hoàng hậu ác độc, mọi thứ trong lâu đài bắt đầu thay đổi. Vì những việc làm độc ác của bà, vương quốc phải đối mặt với nhiều vấn đề. Để giải quyết rắc rối, đức vua phải rời khỏi lâu đài. Vị hoàng hậu độc ác rất vui khi đức vua ra ngoài, vì bà có thể làm những gì bà thích. Nhiều năm trôi qua rất nhanh và Bạch Tuyết lớn lên, trở thành một cô gái xinh đẹp. Ở một nơi không xa lắm, hoàng tử đột nhiên thấy hình ảnh phản chiếu của Bạch Tuyết qua dòng sông nơi mà hoàng tử uống nước. Hoàng tử ngay lập tức nhìn quanh nhưng không thấy ai ngoài những chú chim bay trên đầu. Một ngày nọ, hoàng hậu lại đứng trước gương thần. Gương kia ngự ở trên tường, ai là người đẹp nhất trong chúng ta? Gương trả lời: tôi xin lỗi bà. Không phải bà đâu, thưa hoàng hậu. Bạch Tuyết là người đẹp nhất thế gian này. Hoàng hậu điên tiết lên khi nghe gương thần trả lời. Bà nhanh chóng gọi người đi săn cận thần và đưa ra yêu cầu hết sức ghê rợn: ngươi mang Bạch Tuyết vào rừng và mang trái tim của nó về cho ta. Mấy tên lính dẫn Bạch Tuyết đến gặp hoàng hậu. Chào con Bạch Tuyết, ta nghĩ chắc là con buồn khi ở mãi trong lâu đài. Hãy ra ngoài hít thở không khí trong lành ở trong rừng nhé. Đừng lo lắng gì hết. Người thợ săn dẫn Bạch Tuyết vào sâu trong rừng. Hắn phải làm theo lời hoàng hậu. Nhưng nhìn Bạch Tuyết với trái tim trong trắng, đầy lương thiện, người thợ săn không đỡ làm hại cô. Anh ta cảnh báo cô không bao giờ được quay trở lại lâu đài. Và khi hoàng hôn buông xuống, anh ta để cô lại trong rừng và quay trở lại lâu đài. Bạch Tuyết rất sợ hãi khi chỉ có một mình trong bóng tối ở trong rừng. Cô ngồi dưới một gốc cây và bắt đầu khóc, cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Bạch Tuyết thức dậy khi tiếng chim líu lo và nhiều bạn thú nhỏ vây quanh cô. Bởi vì các con vật biết cô là ai và là công chúa đáng yêu của chúng, nên chúng dẫn đường cho Bạch Tuyết. Chúng đưa cô về nhà chúng, ngôi nhà nhỏ nhắn và đáng yêu. Một chút ngập ngừng,
Bạch Tuyết mở cửa, mọi thứ trong nhà đều nhỏ xíu và rất lộn xộn. Bạch Tuyết không biết nhà của ai, nhưng cô không còn nơi nào để đi. Cô quyết định dọn dẹp mọi thứ. Sau khi dọn dẹp trong nhà cho đẹp đẽ và tinh tươm, Bạch Tuyết nấu nướng với những dụng cụ nhà bếp nhỏ xíu và ăn một chút gì đó. Trong căn nhà nhỏ này, cũng như mọi thứ khác, thì những chiếc giường cũng bé xíu. Vì Bạch Tuyết quá mệt, cô gần như muốn thiếp đi. Cô nghĩ rằng không có gì nguy hiểm ở đây với cô, và cô ngủ trên hai chiếc giường ghép lại. Buổi tối đến, bảy chú lùng là những chủ nhân đáng yêu của căn nhà xinh xắn, về đến nhà sau thời gian làm việc ở trong mỏ. Khi vừa bước vào, họ rất ngạc nhiên. Căn nhà tinh tươm, đẹp đẽ và sạch sẽ. Thêm vào đó, còn có mùi thức ăn ngon lành. Mơ màng muốn có một bát súp ngay, nhưng vì vụng về nên anh làm đổ nó ra sàn nhà. Thầy thuốc cố gắng tìm lời giải thích về những gì đang diễn ra. Tất cả mọi thứ đều rất đáng nghi. Ai đã làm tất cả chuyện này vậy? Nếu như mà tôi được ngủ, tôi tin là tôi có thể tìm ra tất cả câu trả lời. Gái ngủ vừa nói vừa ngáp. Bảy chú lùng im lặng bước lên cầu thang. Khi họ bước vào phòng ngủ, họ không thể tin vào mắt của mình. Một cô gái xinh đẹp nhất mà họ từng thấy đang nằm trên mấy chiếc giường tí hon. Nghe thấy tiếng động, Bạch Tuyết choàng tỉnh và cô thấy 14 con mắt của bảy chú lùng đang nhìn chằm chằm vào cô. Cuối cùng, với một chút ngập ngừng, cô mở lời. Thật ra tên của tôi là Bạch Tuyết. Tôi xin lỗi nếu làm phiền các bạn nha, nhưng tôi không cố ý làm hại các bạn. Ồ, chúng tôi chắc chắn về điều đó, vì cô đã dọn dẹp tất cả mọi thứ ở đây và còn nấu ăn cho chúng tôi nữa. Thầy thuốc trả lời và giới thiệu họ. Chúng tôi là bảy chú lùng. Đây là Vui Vẻ, Cọc Cằn, Mơ Màng, Hắc Xì, Trục Trè, và tôi là thầy thuốc. Và đằng kia là ngai ngủ. Bạch Tuyết rất vui vì bây giờ cô có thêm 7 người bạn vui vẻ hơn. Bạch Tuyết kể cho họ về những gì đã xảy ra. 7 chú lùng rất buồn khi nghe kể và họ muốn cô ở lại với họ. Đồng ý ở lại với họ, Bạch Tuyết luôn luôn giúp đỡ họ. Họ luôn sống vui vẻ và hòa bình với nhau. Nhưng niềm vui của họ không kéo dài được lâu. Một ngày nọ, hoàng hậu lại hỏi câu hỏi cũ với gương thần. Gương kia ngự ở trên tường, ai là người đẹp nhất trong chúng ta? Gương thần trả lời như cũ. Tôi xin lỗi thưa hoàng hậu, Bạch Tuyết là người đẹp nhất trong chúng ta. Hoàng hậu nghĩ là cô đã chết. Bà không biết rằng trái tim mà người thợ săn đưa cho bà là trái tim của một con nai. Hoàng hậu nhận ra sai lầm khi tin vào người thợ săn và quyết định tự mình kết thúc việc này trong thời gian thuận lợi. Trong buổi sáng đầy niềm vui ở nhà bảy chú lùng, Bạch Tuyết hôn lên má bảy chú lùng trước khi họ đi làm. Thầy thuốc cảnh báo lại như mọi khi. Đừng quên luật lệ của chúng ta đó. Bất kỳ người lạ nào tới đây gõ cửa, khi chúng ta không có ở nhà thì không được trả lời. Được rồi thầy thuốc. Nhưng mà các bạn đừng có về trễ nha. Khi Bạch Tuyết đang chuẩn bị cho bữa ăn tối, có tiếng gõ cửa. Cô không nghĩ là các chú lùng trở về vào giờ này. Xin hỏi ai đó? Có phải là anh không thầy thuốc? Từ bên ngoài, giọng một bà lão cất lên. Tôi không có ý xấu, cô gái nhỏ. Làm ơn mở cửa đi. Nhìn qua lỗ nhỏ, Bạch Tuyết thấy một bà lão tội nghiệp bên ngoài và nghĩ là bà ta không có ý xấu nên cô mở cửa. Ôi, cô gái xinh đẹp thân mến, tôi là một bà già nghèo đi ngang qua đây,
cô làm ơn cho tôi một tô súp, tôi sẽ biết ơn suốt đời. Bạch Tuyết đưa bà lão vào trong và mang cho bà một tô súp nóng. Cảm ơn cô nha cô gái. Tôi không có tiền, nhưng tôi có một quả táo đỏ tươi ngon nhất dành cho cô. Chỉ cắn một miếng thôi là đã ngon tuyệt trần. Bạch Tuyết tò mò nên cắn một miếng táo, và ngay lập tức cô ngất đi và té xuống sàn nhà. Bà lão không ai khác chính là mụ hoàng hậu cải trang, và quả táo ngon tuyệt trần nhưng đầy chất độc. Chỉ cắn một miếng là đủ đưa Bạch Tuyết vào một giấc ngủ mà không bao giờ có thể tỉnh dậy. Khi bảy chú lùn trở về nhà, họ thấy Bạch Tuyết đang nằm trên nền nhà. Thầy thuốc tìm thấy quả táo với vết cắn. Quả táo quấy đã ăn toàn chất độc, chính là một hoàng hậu độc ác đã làm đây mà. Bạch Tuyết vẫn rất đẹp ngay cả khi ngủ. Các chú lùn đặt cô trong một cái hòm thủy tinh làm từ những loại đá quý hiếm nhất, và họ đặt cô trên đỉnh đồi, nơi mà tất cả các bạn cô ở trong rừng có thể thấy được. Một ngày nọ, hoàng tử đến khu rừng nơi mà Bạch Tuyết đang ngủ. Những người bạn của Bạch Tuyết chỉ đường cho chàng và mang chàng đến cạnh hòm thủy tinh nơi cô đang ngủ. Hoàng tử không tin vào mắt mình, công chúa xinh đẹp mà chàng thấy phản chiếu trên dòng sông, và đã theo chàng vào những giấc mơ đang nằm ngay trước mặt chàng. Chàng đẩy nắp hòm ra và hôn Bạch Tuyết. Ngay lúc đó, giấc mơ của Bạch Tuyết và hoàng tử trở thành hiện thực. Tình yêu của họ vượt qua tai ương và mắt Bạch Tuyết mở ra. Cũng vào lúc đó, biết được tất cả những gì xảy ra cho con gái, nhà vua đập vỡ gương thần và đưa hoàng hậu đi khỏi lâu đài xa thật xa. Bạch Tuyết quay trở lại lâu đài của cô và tái hợp với cha. Bạch Tuyết và hoàng tử đã có một lễ cưới kỳ diệu. Nhà vua, Bạch Tuyết, hoàng tử cùng bảy chú lùn sống với nhau hạnh phúc mãi mãi về sau. Ngày xưa có một vương quốc nọ, một vương quốc đầy hạnh phúc, và trong vương quốc đó có nhà vua và hoàng hậu. Họ chỉ mong ước có một đứa con. Nhà vua và hoàng hậu đều rất tốt bụng, nên trong thâm tâm họ biết rằng một ngày nào đó điều ước của họ sẽ thành hiện thực. Không lâu sau, điều ước của họ cũng thành hiện thực. Họ sinh được một cô công chúa. Bởi vì cô công chúa trông sáng láng như mặt trời, thắp nên ánh sáng cho ban ngày, nên họ đặt tên cho công chúa là Trạng Đông. Nhà vua và hoàng hậu quyết định tổ chức một buổi dạ hội để chung vui và mừng ngày công chúa ra đời. Tất cả mọi người đều được mời, ngay cả những tiên nữ sống ở trong khu rừng bí mật cũng được mời. Nhưng nhà vua và hoàng hậu phạm phải một sai lầm lớn, họ quên mời một bà tiên tham gia. Tất cả mọi người từ mọi nơi trong vương quốc, các nhà vua và hoàng hậu ở các nước láng giềng dành tặng những món quà và những lời chúc tốt đẹp nhất cho Trạng Đông. Các tiên nữ tặng những món quà độc nhất vô nhị đáng giá cho Trạng Đông. Với những chiếc đũa phép, họ ban tặng cho Trạng Đông những thứ mà cô có thể cần trên trái đất. Cuối cùng, còn ba tiên nữ chưa tặng quà, và họ cũng trao những món quà kỳ diệu cho Trạng Đông. Vẻ đẹp của thế gian sẽ đến với con mọi nơi và mọi lúc. Công chúa nhỏ, ta tặng con hạnh phúc mãi mãi. Con sẽ không bao giờ buồn và luôn hạnh phúc. Ngay khi tiên nữ sau cùng chuẩn bị chúc lành, thì một điều bất ngờ xảy ra. Cả hội trường bỗng bị bao trùm bởi một làn khói xanh. Và khi làn khói bay đi, thì bà tiên đen xuất hiện.
Nhà vua hỏi vị tiên này là ai mà gây xáo trộn các buổi lễ sang trọng. Các tiên nữ khác lập tức nhận ra đó là bà tiên đen ác độc. À, ta thấy tất cả đều được mời, tất cả mọi người trong vương quốc, bạn bè, các vị vua và các vị tiên nữ nữa. Nhưng tiếc là ta lại không được mời. Nhà vua đã xin lỗi vì việc bất lịch sự này. Ồ, nhưng ta sẽ không bỏ vị công chúa xinh đẹp này mà không có món quà độc nhất vô nhị của ta. Nàng công chúa xinh đẹp nhất sẽ lớn lên trong sự bao bọc của hạnh phúc, tình yêu và sự ngưỡng mộ. Nhưng vào sinh nhật lần thứ 16, trước khi hoàng hôn, cô sẽ bị đâm bởi một cây kim và cô sẽ ra đi mãi mãi. Bắt lấy con quỷ đó cho ta, nhanh lên! Nhà vua hét lên, nhưng bà tiên đen đã biến mất trong tiếng cười ác độc. Tiên nữ cuối cùng phải thay đổi món quà. Cô không đủ sức mạnh như bà tiên đen, nhưng tiên nữ đã cầu mong một điều để ít nhất là cứu vãn được sự nguyền rủa tồi tệ. Ta không thể ngăn lại điều nguyền rủa, nhưng ta có thể làm cho kết cục thay đổi. Con sẽ không chết khi điều nguyền rủa xảy ra, nhưng con sẽ ngủ một giấc dài và sẽ tỉnh dậy với một nụ hôn của tình yêu đích thực. Đó là món quà của ta. Để ngăn ngừa lời nguyền rủa tồi tệ xảy ra, nhà vua ra lệnh tất cả kim mây, máy mây, thậm chí bất cứ cái gì đó có liên quan tới kim mây thì đều được thu gom và đốt cháy ở sân trong của lâu đài. Với các lời chúc lành của các tiên nữ, công chúa Rạng Đông lớn lên rất xinh đẹp và tốt bụng và được mọi người yêu mến. Một ngày kia, cha cô, nhà vua yêu cầu ba tiên nữ chăm sóc và bảo vệ cho Rạng Đông, cũng khá khó khăn cho họ khi Rạng Đông không được tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài ba tiên nữ. Rạng Đông lớn lên và trở thành công chúa xinh đẹp với sự bảo vệ của các tiên nữ. Cuối cùng thì ngày đó cũng tới, hôm sinh nhật lần thứ 16 của công chúa Rạng Đông. Cho tới khi hoàng hôn buông xuống, trước khi lời nguyền rủa của bà tiên đen ứng nghiệm, nhà vua và hoàng hậu đã làm tất cả mọi thứ để ngăn ngừa điều nguyền rủa xảy ra. Nhưng họ vẫn lo lắng là nó có thể ứng nghiệm bất cứ lúc nào. Họ nhốt nàng công chúa xinh đẹp vào trong một căn phòng để bảo vệ cô. Nhưng vì không biết những gì đang xảy ra, nên Rạng Đông không vui vì bị nhốt ở trong phòng. Bỗng dưng có một cánh cửa xuất hiện trên tường. Rạng Đông bị mê hoặc bởi cánh cửa mà cô chưa từng thấy trước đây. Và cô nghe thấy tiếng động kỳ lạ đằng sau cánh cửa. Tò mò và không biết việc gì đang xảy ra, nên cô bước vào cánh cửa. Cô bước vào một căn phòng, có một người phụ nữ đang may vá, quay lưng phía sau cánh cửa. Và Rạng Đông như bị mê hoặc, đi về phía trước máy may. Trước khi mặt trời lặn, lời nguyền rủa ứng nghiệm và Rạng Đông với lấy cái kim. Và ngay lúc đó, điều nguyền rủa xảy ra. Khi chạm đến cái kim, cô đã té xuống và rơi vào giấc ngủ mãi mãi. Và như vậy, vào lúc hoàng hôn, lời của bà tiên đen đã diễn ra vào đúng sinh nhật lần thứ 16 của Rạng Đông. Họ mặc cho cô trang phục đẹp nhất và đặt cô trên một chiếc giường đầy hoa. Vậy là bắt đầu chuỗi ngày Rạng Đông sẽ được biết đến như một người đẹp đang ngủ. Để bớt đau buồn, nhà vua và hoàng hậu quyết định cho mọi thứ trong lâu đài cũng ngủ theo, cho tới khi công chúa tỉnh giấc. Trăm năm trôi qua. Một ngày kia, có một hoàng tử đẹp trai đi ngang qua
và chàng thấy tòa lâu đài bị vây quanh bởi những bụi gai và thường xuân. Người cận thần kể cho chàng nghe câu chuyện về tòa lâu đài và người đẹp đang ngủ. Điều này làm cho hoàng tử thấy hào hứng và chàng quyết định đi vào trong lâu đài. Gần như là khó có thể vượt qua những bụi cây quá dày và rất nhiều gai nhọn, nên chàng bắt đầu rút gươm và chặt các bụi cây để kiếm đường vào. Bằng cách này, cuối cùng chàng cũng đến được cửa chính và thấy hai lính gác ở cửa đang ngủ. Chàng mở cửa và rất là kinh ngạc. Chàng thấy có rất nhiều người ở mọi nơi nằm trên sàn. Chàng bắt đầu đi vòng quanh lâu đài. Chàng đến phòng của đức vua. Đức vua và hoàng hậu cũng đang ngủ trên ghế sofa. Sau đó, chàng nhìn thấy một căn phòng đang mở cửa dở dang. Chàng bước vào. Đây chính là căn phòng mà người đẹp đang ngủ trên một chiếc giường đầy hoa tuyệt đẹp. Hoàng tử đến bên giường, thấy công chúa xinh đẹp và nghiêng xuống bên tai cô. Nàng là người đẹp đang ngủ nổi tiếng đây mà. Nàng thật sự rất xinh đẹp. Hoàng tử thì thầm, cảm thấy tình cảm dâng trào. Chàng hôn lên trán cô. Ngay lúc này nàng mở mắt ra và thấy hoàng tử đẹp trai đang nhìn cô. Khi nàng thức giấc, mọi thứ trong lâu đài cũng thức giấc sau giấc ngủ dài cả trăm năm. Nhà vua và hoàng hậu vượt qua nỗi đau, họ tỉnh giấc và chạy tới phòng của Rạng Đông, chứng kiến mọi việc đang xảy ra. Và khi họ thấy con gái xinh đẹp của họ thức giấc, họ rất vui và hạnh phúc. Hoàng tử cầu hôn người đẹp. Công chúa mỉm cười và chấp nhận lời đề nghị của chàng. Và tất nhiên là nhà vua chúc phúc cho hoàng tử, người đã cứu mạng con gái ông và cả vương quốc. Họ tổ chức một buổi tiệc trang trọng nhất và sống bên nhau mãi mãi hạnh phúc.